trình thì xin mời một giọng ca nam đi. Em Trầm, Ngọc Trầm, MC Ngọc Trầm sẽ lên góp vui chương trình trong buổi lễ cúng tổ chúng ta khúc tự chọn. Chúng ta ủng hộ cho MC Ngọc Trầm một đảo tay quý vị. Chào kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình sau đây Ngọc Trầm xin được gửi đến tất cả quý vị chúng ta có mặt trong buổi lễ giỗ tổ chiều ngày hôm nay tại gia đình của anh bộ show Tony Tèo qua một tình khúc rất là dễ thương, bạn được mang tên Xin Em Đừng Khóc Du Quy. Chưa phải không tranh được từ ly, ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha, xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mỗi sáng sao không mặc người ơi, chẳng lúc còn đây. Thank you.